khi chúng ta gặp phải những cái chướng duyên thì chúng ta hiểu là chúng ta phải trả nợ cuộc đời này. Nếu chúng ta thuận duyên thì chúng ta hiểu là chúng ta đã làm được một việc gì tốt trong vô lượng kiếp, tức là do ăn ở mà ra, hoặc là mình cũng có cái tâm nào thì sẽ thu hút cái tâm đó họ đến, tức là nguyên tắc là cộng hưởng. Mình ở tầng bậc nào sẽ thu hút ở tầng bậc đấy nó đến với mình. Vì vậy là chúng ta nhận được chướng duyên thì chúng ta hãy trả nợ, mà nhận được gì ạ? Thuận duyên thì chúng ta cũng không cần phải hoan hỉ, mà chúng ta hãy đón nhận bằng sự trân trọng. Thứ nhất, chúng ta nói về những thứ vô lượng kiếp thì chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng tôi hỏi bạn, khi bạn lựa chọn một người bạn chơi, có phải là ràng buộc không? Thì chúng ta trả lời là có. Ràng buộc ở đây nó có 3 lý do. Lý do thứ nhất là lịch sử để lại. Ví dụ nếu chúng ta chơi với một người bạn mà chúng ta học từ cái thời mà lớp 2 quỷ chuồng ấy, thì đấy là những người bạn gì ạ? Thời niên thiếu. Cho nên lịch sử để lại mà chúng ta phải chơi với nhau. Nó có quá nhiều những kỷ niệm, quá nhiều những ân oán nó ràng buộc nhau. Cho nên nó ràng buộc bởi lịch sử. Rồi đến bây giờ chúng ta già như thế này, như tôi già thế này, và bắt đầu tôi xuất hiện những người bạn mới. Nó ràng buộc về cái gì? Nó ràng buộc về cùng tầng của tuệ hoặc cùng tầng của tâm. Cùng tầng của tuệ hoặc cùng tầng của tâm, tức là họ trở thành những người có thể chia sẻ, mình chia sẻ họ hiểu, và họ chia sẻ mình hiểu, và hai bên có thể tâm sự với nhau được. Vậy người ta gọi là ràng buộc bởi cùng tầng bậc. Cái ràng buộc thứ ba nó sẽ xuất hiện là ràng buộc về mặt gì ạ? Ví dụ trong công ty tôi cũng có những đồng nghiệp nó không cùng tầng của tâm tuệ, cũng có những người đối tác không cùng bậc của tầng tâm tuệ, nhưng mà chúng ta vẫn là những người ràng buộc, vẫn là đối tác của nhau, bởi ràng buộc về quyền lợi sống, tức là ràng buộc bởi sự vật chất, bởi vật chất. Như vậy chúng ta có những mối quan hệ ràng buộc trong đời sống. Một là bởi ràng buộc bởi lịch sử để lại, như cha mẹ ta, như anh em ta, họ có thể là ai đi chăng nữa, những người bạn học của ta thời niên thiếu, họ có thể là ai đi chăng nữa, nhưng họ vẫn là một phần lịch sử của ta. Cho nên đôi khi chúng ta vẫn phải gặp lại nhau, chứ không thể nói là khác tầng bậc ta không gặp. Nhóm bạn thứ hai, nhóm ràng buộc thứ hai là ràng buộc bởi nó đồng cảm với nhau về tâm hoặc về tuệ. Nhóm thứ ba là nhóm lợi ích mà các anh chị cũng thường hay nghe. Vậy cha mẹ con cái cũng tương tự như vậy thôi. Thứ nhất là con cái sinh ra vào một gia đình cha mẹ thì có thể là bởi ràng buộc bởi lịch sử. Trước đây có nhiều ân oán mà chúng ta hay gọi là nghiệp lực dẫn ta đi. Vì vậy con cái đến có thể là đến báo ân, cũng có nhóm con cái đến để báo oán. Như vậy nó bởi ràng buộc bởi gì ạ? Bởi cái lịch sử. Câu chuyện thứ hai là con cái đến gia đình chúng ta bởi nó cùng tầng bậc, nó hấp dẫn cùng tầng bậc. Họ đồng cảm với mình, họ ngang tầm với mình, nó dao động cộng hưởng cùng tần số về mặt tuệ hoặc về phần tâm. Cho nên họ đến nhà mình vì họ có cùng tầng bậc. Câu chuyện thứ ba là ràng buộc về vật chất mà các anh chị thấy, đấy chính là con nuôi. Đôi khi đứa con nó có được quyền quyết định là con của mình để mình nuôi đâu, nhưng vì vật chất mình cho nó ăn, thế là nó vẫn đến. Thế thành ra là nó ràng buộc về mối quan hệ vật chất. Vậy thì cha mẹ, con cái, anh chị em đến với nhau, một là do những cái kiết sử đến để báo ân, báo oán, hoặc là do cái sự đồng bộ về cộng hưởng, hấp dẫn về tuệ hoặc về tâm mà đến. Cho nên cái phần mà đi tái sinh chính là cái phần dao động của tâm. Tâm của chúng ta dao động ở tầng bậc nào thì chúng ta sẽ thường cộng hưởng ở tầng bậc đó. Vậy thì từ đấy thì chúng ta mới suy ra được
là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó đều có những cái kiết sử trong quá khứ tạo ra, hoặc là cùng tầng bậc. Và chúng ta nhìn vào trong một gia đình, chúng ta thấy ngay có những đứa trẻ bố mẹ đối đãi nhưng nó báo ân bố mẹ tuyệt vời. Có những đứa trẻ bố mẹ nuôi nấng nó cả cuộc đời này, nâng niu lo hết mọi thứ cho nó, cuối cùng nó vẫn đáp lại cha mẹ bằng những thứ tệ hại nhất. Có những đứa con nó đến với gia đình, có khi mà nó rất hợp với cha mẹ từ mặt tâm, về mặt tuệ, mọi thứ cha mẹ con cái trở thành danh gia vọng tộc, có thể đồng bộ được kể cả về tâm và về tuệ. Như vậy chúng ta mới thấy được rằng là gì ạ? Đến với nhau là nó đều do những cái duyên như vậy. Và khi chúng ta gặp phải những cái chướng duyên thì chúng ta hiểu là chúng ta phải trả nợ cuộc đời này. Nếu thuận duyên thì chúng ta hiểu là chúng ta đã làm được một việc gì tốt trong vô lượng kiếp, tức là do ăn ở mà ra, hoặc là mình cũng có cái tâm nào thì sẽ thu hút cái tâm đó họ đến, tức là nguyên tắc nó cộng hưởng. Mình ở tầng bậc nào sẽ thu hút ở tầng bậc đấy nó đến với mình. Vì vậy là chúng ta nhận được chướng duyên thì chúng ta hãy trả nợ, mà nhận được gì ạ? Thuận duyên thì chúng ta cũng không cần phải hoan hỷ, mà chúng ta hãy đón nhận bằng sự trân trọng. Và chúc cho chúng ta các anh chị có được cuộc sống an lạc thông qua cái việc hiểu biết về cái việc mà chúng ta nhận được nghịch cảnh hay nhận được thuận cảnh, để chúng ta an lạc hơn trong đời sống.